chào quý vị, tôi là luật sư di trú Vũ Tuấn Huy, luật sư điều hành của tổ hợp luật sư di trú First Consulting Group. Hôm nay tôi xin trả lời câu hỏi là visa bulletin, tức còn gọi là lịch chiếu kháng là gì? Lịch chiếu kháng là một cái lịch thông báo thời gian phỏng vấn cho những hồ sơ đang chờ đợi. Mối quan hệ thứ nhất là vợ chồng của công dân Mỹ. Mối quan hệ thứ hai là con nhỏ của công dân Mỹ, còn gọi là IR2. Và mối quan hệ thứ ba là cha mẹ của công dân Mỹ, còn gọi là IR5. Những cái mối quan hệ này, những diện bảo lãnh này không cần phải đi theo lịch chiếu kháng. Những mối quan hệ còn lại là F1 là con chưa lập gia đình trên 21 tuổi của công dân Mỹ, F2A là vợ chồng và con nhỏ của thường trú nhân, F2B là con trên 21 tuổi chưa lập gia đình của thường trú nhân, F3 là con đã có gia đình của công dân Mỹ và F4 là anh chị em của công dân Mỹ. Những diện vừa nói trên là bị giới hạn về số visa được cấp mỗi năm. Điều đó có nghĩa là quý vị phải chờ đợi theo thứ tự. Vì mỗi năm số visa được giới hạn nên số hồ sơ nộp nhiều hơn sẽ phải chờ đợi sau một thời gian nhất định, và thời gian nhất định đó sẽ được thể hiện trên lịch chiếu kháng. Chính vì vậy mà chúng ta cần theo dõi lịch chiếu kháng mỗi tháng để biết rằng thời gian chờ đợi của các hồ sơ của quý vị là bao lâu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video hôm nay.